Rồi hôm nay mình giới thiệu gì đây Rồi, lại chào chú Tuấn, chào anh em xem kênh. Hôm nay thì em có về một số cây bonsai mini để bàn và một số phôi để giao lưu với bà con. Giá cũng hữu nghị nha bà con, như là cây đầu tiên em cũng khuyến mãi và cuối clip cũng khuyến mãi cho bà con nha. rồi Rồi, hôm đây nay là là cây số ngày 1. 30 tháng 5 Rồi, đây là cây số 1B nha bà con. số Đây, 1. kim thanh mai rất là già nua rồi nha. Đây, cây thần chậu luôn. Rồi, chiều cao 30, tán ngang là 33. Đây, hoành luôn nha bà con. Hoành là 10 14 nha bà con. 14 cây thần chậu nha. Rồi, cây này có giá là 200k thôi. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, ship chậu luôn nha bà con. Rồi, cây số Đây, 1. giá rất là mềm luôn nha bà con. 200. Đây, cây 2B. Đây cũng là kim thanh mai nha. Cây thần chậu bảo đảm luôn. Bao sống bao ship cho bà con luôn nha. Rồi, cao 26. Đây, tán ngang là 29. Đây, hoành của nó là 10 13 yếu xíu nha bà con. 13 yếu xíu rồi, cũng có giá là 200k luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây là cây số 3B. Đây là cây mai chiếu thủy chung nu nha bà con. Đây, chung nu. Có dáng rất là đẹp nha. Đây, dáng trực quyền. Đây. Chiều cao là 37. Rồi, chiều đổ của nó là 42. Đây, hoành thân nó bằng ngón tay cái của em thôi nha. Cây thần chậu bảo đảm luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn nha. Rồi, giá 700k. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Chậu luôn ha. Rồi, ship chậu cho bà con luôn nha. Đây, em ship bảo đảm, đóng thùng bảo đảm cho bà con luôn. Đây là cây 4B. Cũng là cây chung nu nha bà con. Đây, rất là già cây rồi nha. Nu sần sùi lên hết rồi nha bà con. Rất là đẹp luôn. Rồi, chiều cao là 55. Đây, chiều đổ của nó là 90. Thần này. Đây, tán ngang của nó là 48 nha bà con. Đây, tay chi bắt rất là đều, rất đẹp luôn nha. Đây, đang cho ra hoa luôn. Cây bảo đảm thần chậu, chậu này em sẽ ship cho bà con luôn nha. Cây này có giá là 2 triệu 2. Chậu này chậu nhựa nha bà con. Quạnh nó 2 triệu 2 bao ship cỡ toàn quốc. Cái đó hoành khoảng 10 13 nha bà con. 13. Rồi, khoảng 13 nữa nha. Đây, cây 5B. Đây, cũng là chung nu luôn nha bà con. Rất là già cây rồi. Rồi, cao 18. Đây, tán ngang 39. Đây, tổng cái hoành gốc của nó là 21 nha bà con. Lùng lực nha. Đây, rất đẹp luôn. 1 triệu 3 luôn nha bà con. Bao ship toàn quốc luôn. Đây, 5B. Đây, cây 6B. Đây, cũng là một cây chung nu luôn nha. Đây. Chậm thôi. Rồi. Dáng siêu hơi nha. Rất đẹp nha. Rồi, chiều cao 25. Đây, tán ngang là 38. Đây. Quanh vị trí này của nó là 18 nha bà con. 18. Đây, cây rất đẹp luôn nha. Rồi, cũng có giá 1 triệu 3 luôn. Giá rất là dễ chơi, rất là mềm nha bà con. Đây, cây số 7B. Đây, cái này có dáng rất là đẹp luôn nha. Đây, bảo đảm cây thần chậu hết. Rồi, chiều cao 27. Tán ngang là 50. Đây. Hoành thân là 17 nha bà con. 17. Rồi đây 7B. Có giá là 1 triệu 4. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây cây 8B. Vinh Sam Song Hinh nha bà con. Đây cây bonsai thành phẩm rồi nha. Vô hết hai nước dây rồi. Thân lắc lượng luôn. Đây. Rồi chiều cao là 58. Tán ngang 60. Đây một cốt lắc lượng rất đẹp nha. Rồi hoành thân là 19 nha bà con. Hoành thân 19. Hoành cũ đế của nó là 28. Rồi. Đây rất đẹp luôn nha bà con. Chỉ có giá là 1 triệu 4 thôi. Em bao ship cho bà con luôn nha. Đây giá rất là mềm luôn. Đây cây 9B. Đây cái này có dáng nằm rất đẹp nha. Đây dáng bay nằm rất đẹp luôn. Đây. Rồi, chiều cao là 52. Đây, tán ngang là 70. Đây. Hoành thân của nó là 22 nha bà con, 22. Còn hoành nguyên hoành tổng đế của nó là 49 nha. 49 nha bà con. Đây. Đây 49 nha bà con, cũng có giá 1 triệu 4 luôn. Bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây số 10B.
Đây tai chi rất là đều luôn nha bà con. Đây bắt tai chi rất là đẹp. Đây thằng lắc lượng luôn nha. Rồi cao là 50, tán ngang là 72. Đây một cốt lắc lượng luôn. Ủ đế là khỏi chê nha. Đây hoành 21 nha bà con, 21 hoành. Đây rất đẹp luôn, có giá là 1,3 triệu. Em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây giá rất là dễ chơi nha bà con. Đây cây số 11B. Cái này người ta sửa chơi là cũng khoảng từ 3 4 năm trở lên mới được gì nha bà con. Đây 11B. Rồi 11. Đây thằng cỏ lắc rất đẹp luôn. Rồi chiều cao là 60, tán ngang là 69 nha bà con. Đây hoành thân là 18 nha, 18. Đây hoành đế của nó đây, nguyên cái tổng hoành đế nó 34 luôn nha bà con, rất là lực nha. Rồi cũng có giá là 1,4 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây 12B. Đây thằng cò lắc rất đẹp nha. Đây rồi chiều cao là 48, này tán ngang là 73. Linh Sam, này, Linh Sam Song Hinh nha bà con. Linh Sam Song Hinh. Đây hoành là 18 nha bà con, 18 hoành. Rồi củ đế của nó là 28. Đấy đặt rất đẹp luôn nha bà con. Rồi 1,3 triệu thôi, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Những chậu này chậu xi măng, em sẽ không ship chậu cho bà con nha. Đây 13B. Đây rất là đẹp luôn, tai chi rất đều luôn nha. Rồi chiều cao là 69, tán ngang là 60. Đây thằng lắc lượng luôn nha bà con. Rồi hoành thân vị trí này của nó là 19 yếu xíu nha bà con, 19 yếu xíu. Đây còn bình đế đặt của nó đây 30, các cổ luôn 30 nha. Rồi có giá là 1,3 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cây Linh Sam Song Hinh rất là đẹp luôn nha. Đây cây 14. Đây trang đỏ lá nhỏ, để ngoài đó cũng được. Đây bộ đế rất đều rất đẹp luôn nha. Đây có cái tàn giống như là một cây đèn nha bà con. Rồi chiều cao là 105, tán ngang cái này của nó là 54 nha bà con, 54. Rồi hoành thân của nó là 7 thôi, chỉ có 7 thôi nha. Cây này bảo đảm đang lên nụ rất nhiều nha. Cây thường chậu có giá 600k thôi, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây cây 15B. Đây phôi trang đỏ lá nhỏ nha, đang có hoa nha bà con. Cái này lên chơi hoa rất đẹp nha. Đây cao 27. Đây cái này rất là già cây nha, hoành 16 nha bà con. Cây này nuôi sống tốt khỏe là bảo đảm cho bà con luôn nha. Hoành 16. Đây chơi bonsai rất đẹp luôn. Rồi có giá là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. 1,5 triệu thôi, ship chậu cho bà con luôn, chậu xi măng. Đây 16B. Đây cái này có phong cao nha bà con. Đây chiều cao là 42. Đây hoành thân là 14 nha bà con, hoành thân 14. Đây gắt già cây luôn rồi nha, toàn ra gắt sung nha. Rồi 1,5 triệu bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây 17B. Đây nguyên một cụm gừng luôn nha bà con, đế đặt luôn nha. Rồi chiều cao là 25, tán ngang là 36 nha bà con. Đây cây này đế đặt bảo đảm nha. Hoành của nó đây là 31 nha bà con, 31. Đây rất đẹp luôn, 1,6 triệu thôi nha bà con, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha, ship chậu luôn. Đây 18B. Đây cũng là một cụm gừng luôn nha, nguyên một bệ đế nó dính liền nha bà con. Đây cây đang có hoa luôn. Rồi chiều cao là 33. Đây tổng cái hoành này của nó là 39 nha bà con, 39. Đây rất là đẹp luôn nha. Đây tán ngang của nó là 38 nha bà con. Rồi 18B có giá là 1,6 triệu thôi, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây 19B rất là già cây đây, ăn rất là to nha, liền bệ luôn, trang đỏ lá nhỏ hết nha bà con. Rồi chiều cao 30, tán ngang là 29. Đây cái này mấy cái này về bà con trồng trong vòng 1 tháng nữa sẽ ra hoa nha, bảo đảm luôn nha.
Đây hoành của nó là 25 nha bà con, tổng hoành luôn nha. Đây nguyên bệ đế nha. Đây thân đứng này của nó là 16 yếu xíu nha bà con, như 15 đi. Rồi có giá là 1,5 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Để ra ngoài đi. Đây cây số 20, đây một cốt lắc lượng luôn nha bà con, rất là già cây, rất là đẹp luôn nha. Đây cao là 32. Đây nụ đang ra rất nhiều luôn nha bà con. Vậy không đi qua luôn. Rồi hoành sát cũ của nó là 20 nha bà con. 20. Trên này thì 17 yếu xíu nha. 16 thôi. Rồi có giá là 1,6 triệu, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây em có một cây siro. Đây. Siro có dáng bài nha bà con. Chai tai chi rất đều, mới vô nước dây thôi nha. Rồi. Chiều đổ của nó là 110. Đây, tán ngang của nó là 49 nha. 49 thôi. Cây bảo đảm thần chậu nha. Cây hoành thăng bằng ngón tay của em thôi nha bà con. Hoành thăng nó bằng ngón tay cho em cái lại thôi nha. Trồng hộp bảo đảm luôn nha. Đây, 700k bao ship toàn quốc luôn. Cây này chuẩn bị ra giá chiến, đang ra qua nha bà con. Cây đang có bông. Đây, cây số 22. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha. Đây, cây này bứng lên là thần chậu lâu rồi, đâm đọt rồi nha. Đây số 22B. Rồi chiều cao 50. Đây hoành thân của nó là 23 nha. 23 hoành nha bà con. Đây 23. Rồi khuyến mãi cho bà con luôn nha, 300k thôi. Chỉ có 300k bao ship tới nhà cho bà con luôn nha. Đây thân rất là quái luôn nha. Đây thân đang ngồi nha bà con. Thú đang ngồi 23B. Rồi chiều cao 30. Đây hoành của nó là 19 nha bà con, 19 hoành. Cái này là người ta cắt, người ta ghép sợ nó bể. Nếu mà người ta ném ghép vô cũng của nó thôi. Của nó là của nó thôi nha bà con. Để nó thở sợ nó bể thôi nha. Cũng có giá 300k luôn nha bà con, bao ship toàn quốc luôn nha. 300k ship tới nhà cho bà con chơi luôn. Đây 24B. Đây rất là lùng lực luôn nha. Cây bảo đảm sống khỏe. Cao 66. Đây. Lá chung bông chùm. Rồi lá chung bông chùm nha bà con. Hoành 29 nha bà con. 29 hoành. Đây cũng có giá 300k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Này, em để giá là thu hồi vốn là luôn nha bà con, giá rất mềm mà nha. Này là khỏi gần bà con khỏi bàn luận luôn. Rồi, cây 25B. Đây. Chiều cao là 58. Rồi. Hoành của nó là 24 nha bà con, 24 hoành. Rồi cũng 300k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây 26B. Đây cây rất là xum xê luôn. Chiều cao là 57. Đây hoành là 22. Hoành 22 nha bà con. Rồi hoành 22, 300k thôi, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Cái này cái bầu đó nặng lắm nha bà con. Bầu đất nó từ giá mười mấy 20 kg trở lên nha. Để cây này ship nó cũng cao. Ship tầm khoảng 100 ngoài lắm nha bà con. Đây cây số 27B. Rồi chiều cao là 50. Mấy cái này phía ship là tầm từ 100 lên rồi nha. Đây hoành 28 nha bà con, 28 hoành. Lùng lực luôn nha. Rồi 300k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây 28B. Rồi chiều cao 79. Rồi hoành là 21 nha, 21 hoành. Đây 28B cũng có giá 300k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây 29B. Rồi chiều cao là 60. Đây hoành là 20 nha, 20 hoành thôi. Rồi cũng có giá 300k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây em có một cherry và em còn một cặp duy nhất thôi nha bà con. Cái em cũng hết rồi, còn một cặp thôi. Cherry giống nha, về bà con trồng khoảng vài tháng là có trái thôi nha. Rồi chiều cao là 80. Đây tán ngang là 62. Rồi giống của Brazil. Rồi Brazil luôn.
Đây bảo đảm luôn nha bà con, cây thần chậu. Đây bằng ngón trỏ của em nha. Rồi. Bằng ngón trỏ thôi. Rồi có giá 600k, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây 13B. Đây cũng tương đương thôi nha bà con. Cao cũng cỡ 60 70 nha. Đây, hăng nó cũng bằng ngón tay thôi nha. Cũng 600k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, em có một cặp lụa lụa Thái Lan nha bà con. Lụa Thái đây, màu hường nha, bông màu hường, trái màu hường luôn nha bà con. Rồi, chiều cao 1m tươi. Nó ngang này bây giờ phải bó toàn lên rồi nha. Ngang 35 nha bà con, nếu mà mở ra xè ra sẽ lớn nha. Đây, cái hoành của nó là khoảng đo hảo thôi. Hoành của nó là 8 nha bà con. 8. Đây, cây thần chậu bảo đảm luôn nha. Đây, cây này chưa trái này, đang ra qua. Đang chuẩn bị có trái đây. Qua đây. Rồi, đây ha. Qua màu hường, trái màu hường luôn nha. Rồi, cũng 400k luôn, bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây, 35B, cũng tương đương luôn nha. Cây đang ra qua ngay cho trái nha. Cao 1m4. Đây, tán ngang cũng khoảng 35. Đây. 33B, rồi cũng có giá 400k luôn, bao ship toàn quốc luôn nha. Đây. Này là hồng phụng nha bà con. Hồng phụng em cũng có một cặp thôi. Cặp duy nhất thôi nha. Đây. Chiều cao là 80. Tán ngang là 60. Đây, bảo đảm cây một cốt nha. Cái bông của nó giống như đôi phụng nha bà con. Gan như một đôi phụng luôn nha. Còn một cốt của nó khoảng bằng ngón tay cái của em nha. Bảo đảm luôn, cây thường chậu rồi có giá 400k bao ship toàn quốc luôn. Rồi cái này cũng 400k luôn, tương đương luôn nha bà con, cây số 35B. Hỏi gần đo nó tương đương như bà con hiểu rồi nha. Đây, thường chậu. Rồi 400k. Đây em có mấy cây hổ tím là còn 3 cây hổ tím nha bà con, giao lưu với bà con để khuyến mãi cho bà con luôn nha. Hổi tím lá lớn nha. Rồi đem đo hạo nha. Rồi chiều cao 70. Cao cây 70 nha, thân của nó bằng ngón tay út của em nha. Bảo đảm cây nuôi thần chậu. Rồi ba cây có giá là 500k thôi. Nếu bà con tới sớm thì chốt sớm nha, có chỉ có 500k thôi ba cây. Đây, hầm hương nha bà con. Hầm hương. Đây em có một cặp thôi nha bà con, em còn một cặp thôi nha. Bông cái này cái lá nó rất là thơm nha. Mùi thơm nó nhẹ thôi. Rồi, chiều cao là 47. Tán ngang 32. Đây cây 39-40, nếu mà con mua một cây em cũng dẫn giao lưu luôn nha. Đây chỉ có 400k thôi, 400k một cặp nha bà con. Một cây 200. Đây. Rồi cây này là cây cuối clip nha bà con. Mai chiếu thủy lá chung. Đây da xanh nha. Đây giống như một con thú luôn. Cây này nếu mà bà con có giao lưu thì em có tặng thêm một cây là linh sam. Linh sam đột biến nha bà con. Linh sam cẩm thạch. Đây. Chiều cao là 64. Đây. Hoành của nó là 28 nha bà con. 28 hoành. Đây tổng cái hoành. Tổng cái hoành này của nó là 88 nha bà con. Hoành cũ 88. Lá chung nha bà con. Đây da xanh. Da xanh. Đây. Này nó mới vừa lên lên đọt thôi, mới vừa nuôi chi đầu thôi. Giờ em cái này em cũng tặng thêm cây này là linh sam cẩm thạch nha bà con, lá cẩm thạch. Đây bảo đảm luôn nha. Đây cây này cũng thần chậu rồi, có bồ đế rất là quái rất đẹp luôn nha. Rồi có giá là 1.800.000, em bao ship toàn quốc cho bà con luôn nha. Đây giá khuyến mãi luôn. Rồi hai cây này 1.800.000 thôi nha bà con, tặng thêm một cây nhỏ. Rồi cuối clip em cũng xin cảm ơn bà con trong thời gian qua đã ủng hộ kênh LTK và Dự Kiển. Lại Nguyên cảm ơn rất nhiều và hẹn clip sau.